Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Công Thương thành chợ trời Trên dưới, tranh ăn bất chấp hậu quả Ở bản tin chính đây, chúng tôi đã đưa tin về sự mâu thuẫn giữa Bộ Công Thương và nhà máy lọc dầu tại Nghi Sơn Sự mâu thuẫn này nếu không giải quyết, có thể nói sẽ dẫn đến nguy cơ mất an ninh năng lượng cho nền kinh tế của Việt Nam Người dân và doanh nghiệp không có xăng mà dùng Từ cấp bộ đến các cấp, cấp huyện trực tiếp cứ tranh nhau những miếng ăn và gây ra mâu thuẫn. Nếu tình hình này kéo dài, không sớm thì muộn, nền kinh tế Việt Nam sẽ gánh thiệt hại nặng nề, mà cụ thể là người dân Việt Nam sẽ thêm gánh nặng. Đơn vị chủ quản trực tiếp của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và nhà máy lọc dầu Dung Quất là tập đoàn dầu khí Việt Nam, tức là Petro Việt Nam. Tình hình hai nhà máy lọc dầu Việt Nam có hoàn cảnh tương tự như nhau, tuy nhiên nhà máy lọc dầu Nghi Sơn gặp vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều nhà máy lọc dầu tại nghi sơn đang dọa bộ công thương việt nam nếu nói petro việt nam là ông chùm ngành lọc dầu thì petroimex là ông chùm về xăng dầu nhập khẩu hai ông lớn này đều trực thuộc của bộ công thương và cả hai doanh nghiệp này đang gặp vấn đề họ đang dùng sinh mạng của nền kinh tế việt nam làm điều kiện để mà mặc cả nhà máy lọc dầu nghi sơn đang mặc cả với bộ công thương còn petroimex thì đang mặc cả với hệ thống bán lẻ xăng dầu trên toàn việt nam Mới đây báo chí nhà nước cho biết, với doanh thu gần 3 tỷ đô la, tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petromex báo lãi gấp rưỡi cùng kỳ, nắm giữ hơn 16.000 tỷ đồng và tiền gửi. Petromex đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023 với doanh thu thuần là 67.442 tỷ đồng, tương đương 2,9 tỷ đô la, tăng 400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Petromex lãi khủng, trong khi đó hồi tháng 2 vừa qua một số tỉnh miền Tây Nam Bộ xảy ra hiện tượng khan hiếm xăng dầu nghiêm trọng. Petro Limex lãi khủng trong lúc người dân thì thiếu hụt xăng dầu để dùng. Điều đó cho thấy Petro Limex đã có chính sách trục lợi với cấp phân phối thấp hơn và đó là lý do dẫn đến tình trạng thiếu hụt xăng dầu ở một số tỉnh trước và sau Tết nguyên đán vừa qua. Nhà cung cấp xăng dầu thì ép nhà bán lẻ để mà có lợi nhuận cho cao. Khi chính phủ thả nổi, không đưa vào tầm kiểm soát thì tất nhiên xảy ra hiện tượng cá lớn nuốt cá bé. Với tư cách là cá mập trong ngành xăng dầu, Petrolimax đã nuốt những nhà bán lẻ xăng dầu như thế nào? Hồi cuối tháng riêng vừa qua, giải thích tình hình các cây xăng đóng cửa không bán, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết họ bị áp dụng chính sách chiết khấu xăng dầu không đồng. Kinh doanh không có lời nên họ buộc phải đóng cửa. Phận của nhà bán lẻ xăng dầu như là trên đe dưới búa vậy. Chính sách chiết khấu không đồng đã làm lợi cho các tập đoàn nhập khẩu xăng dầu nhưng làm cho các nhà bán lẻ tức là các trạm xăng dầu không có lời hay nói đơn giản hơn là cách làm này chính là sự tước đoạt từ các cá thể để vỗ béo cho cá mập như petrolimax petrolimax có lời nhiều người dân cực khổ trở trực để đổ xăng gây hiện tượng lãng phí tài sản tiền bạc và thời gian của nhân dân những doanh nghiệp nhà nước lâu nay ỉ lại họ là con cưng họ tự áp dụng những luật chơi với lĩnh vực mà họ đang kinh doanh. Kết quả thì chỉ có những con cá lòng tông là thiệt hại, chỉ có những đứa con cưng của chính quyền mới có lợi. Nhìn lại bức tranh của Bộ Công Thương Việt Nam thì có thể nói nó bắt nháo hơn bao giờ hết. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thì cãi vã với Bộ Công Thương cũng vì chuyện tiền nhiều, tiền ít. Còn Petroimex thì thoải mái siết cổ tầng dưới để mà có được bản báo cáo tài chính cho đẹp. Nhờ ép được nhà bán lẻ nên Petroimex đã lãi khủng với tình hình bộ công thương như thế này thì không biết ông bộ trưởng sẽ giải quyết như thế nào với tình hình lộn xộn như này một nhà quản trị tốt chưa biết có xử lý được hay không chứ nói gì đến một ông bộ trưởng có khả năng hạn chế như ông nguyễn hồng diền chọn hồng hơn là chọn chuyên là thế vị trí cần người có kiến thức và có năng lực đảng cộng sản việt nam thì lại nâng đỡ một con người có lý lịch đỏ nhưng năng lực thì rất hạn chế đặt vào trong đó hậu quả là toàn dân phải gánh chịu Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Bộ Công Thương thành trợ chơi trên dưới tranh ăn bất chấp hậu quả. Thủ tướng nối gót Chủ tịch Phúc, Nguyễn Thành Nghị sẽ đi về đâu? Năm 2023 hứa hẹn một năm rất nhiều biến động ở thượng tầng Đảng Cộng sản Việt Nam. Dây mờ dễ má của Nguyễn Tấn Dũng vẫn chưa thể cắt đứt, mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng đã triệt khá nhiều. Trần Bắc Hà thì đã bị chết bí ẩn trong tù Đinh Đà Thăng thì đang ở tù dài hạn, Hoàng Trung Hải thì bị loại khỏi vũ đài chính trị và cựu thống đốc ngân hàng nhà nước dưới thời ông Nguyễn Văn Dũng cũng bị ông Nguyễn Phú Trọng loại khỏi vũ đài chính trị sau một nhiệm kỳ giam lỏng tại Ban Kinh tế Trung ương Đảng. Ông Trọng chặn cũng nhiều nhưng không thể chặn hết mọi chân rết mà ông cựu thủ tướng Nguyễn Văn Dũng đã cải lại. Trường hợp ông Phạm Minh Chính là một thành công của bàn tay cắm mà ông Nguyễn Văn Dũng đã chuẩn bị từ rất lâu. Từ trưởng ban tổ chức Trung ương, ông Phạm Minh Chính chiếm lấy chiếc ghế chính phủ một cách bất ngờ. Và nhờ đó, Nguyễn Thành Nghị được đưa vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Xây Dựng. Trước khi rời chính trường, ông Nguyễn Tân Dũng đã cải lại rất nhiều người từ Bắc đến Nam. Trò chơi chính trị là những mản đấu đá, tranh giành, quyết liệt. Không cần người có chuyên môn giỏi, không cần người có khả năng quản trị, mà chỉ cần người có thế lực mạnh hơn hoặc biết trước thời cơ, lắm tốt thì sẽ nắm quyền. Trường hợp ông Phạm Minh Chính nắm ghế thủ tướng là một trường hợp như vậy. Ông chính là một người bên đảng, chưa có kinh nghiệm thực hiện vai trò quản lý nhà nước. Ở cương vị là bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính vẫn chỉ là người đứng đầu tỉnh về mặt đảng mà thôi. Ông chính ra chủ trương, còn người điều hành bộ máy chính quyền tỉnh khi ấy là ông Nguyễn Văn Đọc, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Một bạn đọc dấu tên cho biết rằng làm bệ phóng của ông Phạm Minh Chính là Quảng Ninh mà nơi chôn vùi sự nghiệp chính trị của ông Phạm Minh Chính cũng sẽ là Quảng Ninh. Thời ông chính là Bí thư Tỉnh ủy, ông chính được cho rằng đã kết nối với bà đảo Nhất đảo kiến trúc sư trưởng dự án Vành đai và Con đường của ông Tập cận bình. Nhờ đó Quảng Ninh được đón làn sóng đầu tư từ Trung Quốc đổ sang, mặc dù tiêm ẩn nguy cơ mất thị trường và thậm chí tạo điều kiện cho người Trung Quốc tràn vào làm chủ nền kinh tế tại tỉnh này. Ông Phạm Minh Chính được cho rằng là hàng cài thành công nhất của ông Nguyễn Tân Dũng. Ngoài việc kết nối với Trung Quốc, ông Phạm Minh Chính đã dọn đường cho các sân sau hưởng lợi. Đây là vết đen của ông Chính đang để lại. Ông Đinh Văn Nơi là người đang điều tra những vấn đề của ông Phạm Minh Chính khi còn là bí thư tỉnh ủy ở đây. Ông Chính dường như đã dính líu đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn một vết đen không thể gột rửa. Thông tin ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm trong tay lá đơn xin từ chức của ông Phạm Minh Chính được xem như là một sự đầu hàng của cánh Nguyễn Tân Dũng. Nếu đây là sự thật thì việc ông Phạm Minh Chính rời ghế trong năm nay là hoàn toàn có thể diễn ra. Còn nếu ông Chính không từ chức sớm thì hết nhiệm kỳ này ông Chính cũng sẽ dụng. Cho tới nay ông Nguyễn Thành Nghị vẫn chưa thể đứng vững được mà đang phải dựa vào ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Nguyễn Tân Dũng đã cai nhiều người nhưng hầu hết đều dụng, riêng ông Chính thì được xem là thành công nhất. Nhưng với tình hình này xem ra sự thành công ấy cũng không thể kéo dài được bao lâu. Nguyễn Thành Nghị khi được bổ nhiệm vào ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã thể hiện rất năng nổ. Nhưng cuối cùng, vì muốn chứng tỏ năng lực mà ông Nghị đang đè lên vai ông Phạm Minh Chính, một nhiệm vụ bất khả thi. Dự án 1 triệu căn nhà xã hội và việc triển khai gói 120.000 tỷ đồng đang cho thấy nó là việc làm ngoài tầm với của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện nay. Nếu ông Phạm Minh Chính nối gót ông Nguyễn Xuân Phúc thì Nguyễn Thanh Nghị sẽ rất bờ vờ. Nếu ông Chính dụng giữa nhiệm kỳ, Nguyễn Thanh Nghị sẽ rất khó để tự đứng vững bởi lý lịch Nguyễn Thanh Nghị đã có vết đen đó là sai phạm đất đai tại Kiên Giang mà Nguyễn Thanh Nghị vướng vào hồi năm 2020. Khi đó, Nguyễn Thanh Nghị từ bí thư tỉnh ủy cấp hàm ngang với bộ trưởng đã bị chuyển xuống cấp hàm thấp hơn, đó là thứ trưởng Bộ Xây dựng. May cho Nghị, đó là ông Phạm Minh Chính đã nắm được chiếc ghế thủ tướng đã cứu ông Nghị một bàn thua trông thấy và giờ đây Phạm Minh Chính lung lay thì tương lai của Nguyễn Thanh Nghị cũng sẽ vô định. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thủ tướng nối gót Chủ tịch Phúc, Nguyễn Thành Nghị sẽ đi về đâu đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo .de.